mọi người. Hello, em xả hết mấy cái hàng mà như mấy người này không chuyển khoản là em xả hết nha mọi người ơi. Mấy cái đơn nào mà không chuyển khoản là em xả hết nha mọi người. Mọi người chia sẻ like giùm em nha. Kim Ngân ơi, chị ở đâu vậy chị ơi, để em biết nha. Đơn dép em hình như bữa có 20-30 nên chị xả luôn rồi đó em. Nè mấy chị thấy ở nhà em rảnh em cũng mặc mấy cái quần này nè, mấy chị thấy nó thoải mái nè nên em mặc luôn. Rồi hôm nay em chốt luôn cho chị, mấy chị ở Sài Gòn được thôi nha mấy chị ơi. Còn mà kiểu như ở tỉnh là em không chốt đâu nha. Mấy chị nói chuyển khoản mà mấy chị không chuyển khoản là bây giờ em xả ra nè. Nhiều chị nói chuyển khoản là không chuyển khoản là em cũng xả ra luôn nha mọi người. Đồng Nai chuyển khoản em giữ đơn hoặc gửi bưu điện, chứ còn thôi là em xả ra, em không đợi mọi người nữa đâu. Rồi hôm nay em xả khẩu trang luôn nha mọi người. Hôm nay em xả khẩu trang trên live luôn. Kim Ngân chuyển khoản rồi, hình như gửi. Kim Ngân đơn em đơn gì ta? Đơn em đơn gì để báo chị đi để chị kiểm tra lại coi. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Hôm nay em xả nước rửa tay luôn nha mọi người ơi. Hôm nay em xả nước rửa tay luôn nha. Khẩu trang hôm nay 3 hộp là mấy chị được giá 35.000, mà 5 hộp là được giá 30.000. Khẩu trang 3D luôn nha mọi người. Bình Dương chuyển khoản em mới ship nha. Kim Ngân 5 hộp khẩu trang hình như chị gửi rồi đó em ơi. Hình như chị gửi rồi á, để chút chị coi lại cái đơn em cho chị báo. Ái à, đơn của chị là ngày mai bưu điện qua lấy đơn luôn á chị ơi. Em mới làm hôm nay xong rồi, ngày mai là lấy đơn rồi sẽ giao cho chị luôn á. Rồi, một chút nữa em sẽ xả những cái đơn này nào, quần áo mà không chuyển khoản là em xả nha mọi người. Rồi, bây giờ là em lên khẩu trang nên em về khẩu trang mới nữa nè mọi người ơi. Hôm nay em về khẩu trang mới nữa mấy chị. Nói chung dịch đó mấy chị, là sáng nay em cũng mới đi tiêm nè. Nên mọi người mình á, chị nào chưa đi tiêm, đi tiêm đi mọi người. Bây giờ có đây, hôm nay em xả khẩu trang 3D cho khẩu trang 4D cho mọi người luôn nha. Khẩu trang 4D hôm nay em có màu trắng, màu xanh, màu trắng, màu xanh với lại màu đen nha mọi người. Màu nào cũng đẹp hết luôn nha mọi người ơi. Đây nè, màu trắng, màu xanh và màu đen nha. Hôm nay em bán cho mấy chị một set 50 cái 100.000 nha mọi người. Chị nào mua chốt liền giúp em luôn. Chị nào mua chốt liền giúp em. Nguyễn Hiền hình như đơn bà gửi không được đó bà ơi. Đây nè, khẩu trang hôm nay em về thêm màu đen nữa nha mấy chị ơi. Cái này bịch cực kỳ kín luôn. Một bịch là 5 cái giúp em. Màu đen bịch hơi bị đẹp nha mọi người. Đây nè, màu đen bịch hơi bị đẹp. Bịch cái này cực kỳ kín sang, với lại xài được 2-3 lần luôn nha mấy chị. 4 lớp giúp em luôn. Chị nào lấy khẩu trang này thì chốt liền giùm em. Em có màu trắng, màu xanh và màu đen nha. Màu đen là loại mới nha mọi người. Đây, màu trắng, màu đen và màu xanh nha. Chị nào lấy loại nè, loại 4D này chốt liền giùm em. 4D màu kèm địa chỉ số điện thoại nha. 4D màu kèm địa chỉ số điện thoại. Một bịch khẩu trang, đưa hai cái kia đi mẹ bịch. Rồi chị nào lấy đen thì chốt liền giùm em luôn. Hôm nay em xả set đồ nữa nha mọi người. Màu đen nè, màu trắng với lại màu xanh nha. Màu trắng với lại màu xanh nha mọi người. Chị nào lấy thì chốt liền giùm em. Màu xanh nè, để em đeo cho mấy chị coi. Màu nào đeo cũng đẹp hết nha mọi người. Màu xanh nè. Đây, đeo ôm sát mặt giùm em luôn nha. Chị nào lấy khẩu trang chốt liền giùm em. Khẩu trang trên live này hôm nay luôn nha. Comment liền giùm em set khẩu trang kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Em xả mấy cái set đồ cho nó hết luôn nha mọi người. Một bịch á là 15, em bán lẻ là 14.000 một bịch 5 cái. Nhưng hôm nay mấy chị mua trên live á là một set 100 cái chỉ có 200.000, tính ra 2.000 một cái thôi nha mọi người ơi. Một cái 2.000 thôi nha mọi người. Em có màu trắng, màu xanh và màu đen. Dịch hôm nay không biết tới chừng nào mới hết được đó mọi người. Nên chị nào mua thì tranh thủ mua nha. Hôm nay về thêm màu đen nè mọi người. Màu đen, màu xanh, màu trắng giùm em nha. Màu đen, màu xanh, màu trắng giúp em. Chị nào ở tỉnh mà muốn mua thì chuyển khoản liền cho em, thì ngày mai em đi đơn luôn nha. Màu xanh, màu trắng, màu đen giúp em. Hơi bị đẹp, hôm nay màu đen về nha. Màu đen hôm nay về được một thùng nha mọi người. Chị nào lấy đen thì chốt đen giùm em. Đây màu đen nè, đeo nó ôm xuống tới cái cổ họng mọi người luôn nè, nên rất là kín luôn. Chị nào lấy cái nào chốt liền giùm em nha.
Chị nào lấy khẩu trang 4D chốt liền giùm em khẩu trang 4D kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Khẩu trang 4D có màu trắng. Đây nè mọi người, về rất là nhiều luôn nè. Chị nào lấy thì chốt liền giùm em nha khách ơi. Đây còn nước rửa tay hôm nay em xả luôn cho mấy chị. Mấy chị nào mua từ 5 chai là còn 14.000 một chai giùm em. Quá rẻ luôn. Nè mấy chị đi đâu, mấy chị đi xịt, mấy chị đi đâu mà mấy chị ra ngoài đường hay là ở nhà hay là giao hàng shipper giao tới gì á, mấy chị xịt rửa tay giùm em nha. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị, sạch cực kỳ luôn nha mọi người. Cái này nè em đi chích em cũng đem theo chai, em xịt khắp người em luôn á. Chị nào lấy nước rửa tay thì chốt nước rửa tay giùm em. Chị nào lấy nước rửa tay hàng của y tế đàng hoàng nha mấy chị ơi. Chị nào lấy nước rửa tay chốt nước rửa tay giùm em. Rồi bây giờ em xả xếp đồ nha. Em xả xếp đồ nha. Đồ chị nào nè có cái gì là em xả cái đó hết. Biết sao không, mấy bà này nói chuyển khoản cho Bảo Quyên nè. Xếp khẩu trang nè cho Nguyễn Huỳnh Kim Thư cho địa chỉ số điện thoại. Ok nè, Nguyễn Huỳnh Kim Thư cho địa chỉ số điện thoại, một set 50 cái nè. Nguyễn Huỳnh Kim Thư cho chút địa chỉ số điện thoại, một set màu xanh 50 cái nè mẹ. Nè em bỏ vô bịch như vậy luôn nè. Trời ơi 10 20 30 40 mẹ ghi tên lên góc đi 50 ừ. Nè một bịch như vậy 50 cái trời có 100 ngàn nha. Hôm nay 50 cái có 100 ngàn nha mọi người. Chị nào lấy chốt. Áo em mặc là cũ rồi mấy chị nè. Mấy cái quần em bán nè mọi người, mặc đã lắm luôn á. Nó co giãn thoải mái. Lấy em 50 cái khẩu trang xanh cho Thúy Phương ở Hóc Môn. Ok chị nè, 50 cái màu xanh cho Thúy Phương ở Hóc Môn nè. Đây nè, không có nhiều đâu mọi người. Cái này là hôm nay em sale luôn á. 10 20 30 40 cái này màu trắng, cái này màu xanh đúng không? Có đi chung đơn, đơn hồi tối chị có đơn không chị? Đơn hồi tối chị có đơn không? Em đâu thấy chị có đơn đâu đúng không? Chị có đơn không chị báo cho em nha. Thúy Phương không giấu nha mẹ. Rồi hai chai nước rửa tay nữa cho chị Thúy Phương luôn nè. Ghi trên góc chỗ này nè. Rồi nước rửa tay hôm nay á là 5 chai là 14.000, 1 2 chai là 15.000 nha. Xem không thấy đơn chị đâu, em đâu thấy đơn chị đâu ta. Hay là đơn hình như có đơn trong đây thì chắc nó gộp đơn á. Nếu mà chị có đơn ở Hóc Môn là gộp đơn á chị. Minh Thư đơn tỉnh ngày mai đi nha em ơi. Ngày mai sáng sớm là người ta qua lấy rồi. Nên nè chị Hồng Xuyên ở Bạc Liêu nè, bây giờ em xả ra luôn. Ai không chuyển khoản bây giờ là em xả ra hết nha mấy chị. Em đã cho mấy chị một ngày chuyển khoản rồi. Cẩm Hằng nè. Nè em làm đơn xong hết địa chỉ số điện thoại. Bây giờ nhiều mấy chị không chốt em phải xả ra cho khách nữa. Khẩu trang 4D này là khẩu trang 4D này màu đen, màu trắng, màu xanh. Một set 50 cái hôm nay 100 ngàn nha. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Chị nào lấy chốt liền giùm em nha. 25 trắng, 25 xanh cho NT Cẩm Tú có hàng nè. NT Cẩm Tú có hàng nè. 25 trắng, 25 xanh cho NT Cẩm Tú có hàng nè. Trời khẩu trang này đeo hơi bị kín nha mọi người. Đây nè mọi người coi ôm sát mặt luôn nha. Rồi bây giờ em xả nha mọi người. 25 cái trắng nè bạn. Nè. Mồi chai xịt hoạt khuẩn cho Quỳnh Như nè, cho chút địa chỉ trên đây luôn đi Quỳnh Như ơi. Quỳnh Như mồi chai xịt khuẩn nè mà. Hôm nay em sale hết cho mấy chị là em nghỉ dịch luôn á mọi người. Đây, xịt khuẩn hàng y tế đàng hoàng nha mấy chị. 2 4 5 nè. Quỳnh Như. Mẹ ghi đây rồi. Nè mẹ ghi đấy, mẹ bỏ vô bịch này cũng được nè. Quỳnh Như nè. Khẩu trang này là khẩu trang 4D nha. Lê Yến cho chị địa chỉ số điện thoại nha em ơi. Đây khẩu trang này là khẩu trang 4D. Em có màu xanh, màu trắng và màu đen em đang đeo nha mọi người. Một set hôm nay 50 cái. 50 cái là 100 ngàn. Chị nào mua 100 cái em tặng cho mấy chị một bịch nữa nha. Nguyễn Huỳnh Kim Thư
Nguyễn Huỳnh Kim Thư, em có đơn hồi tối thì chị sẽ ghi được gộp đơn nha em ơi. Quận 12 cho chị Lê Yến nè, mẹ ghi thêm bịch nữa. Lê Yến 25 trắng, 25 đen. 25 trắng nè. 2, 4, 5 nè. 25 đen nữa nè. Để con lấy 25 đen. Trời, thấu kêu lùng quá nè. Lùng ơi! Lùng ơi! Nè, 25 trắng, 25 đen. Rồi, ok nè. Cho tên gì vậy mẹ? Lê Yến á, 25. Ờ, Lê Yến. Chị Quỳnh Như ok chị nha. Rồi, chị nào lấy khẩu trang thì chốt liền giùm em nha mọi người. Còn chị nào mà muốn mua cái gì cũng có nè, cái set nè mọi người, đẹp nhất nách luôn mấy bà. Bà nghĩ sao chốt đã rồi xong mà không chịu chuyển khoản cho em. Không có xám chị, hết xám rồi. Đây set ni nè, chị nào lấy chốt liền giùm em. Set ni này là 100 ngàn nha mọi người. 100 ngàn hàng lụa, đẹp lắm luôn, chị nào lấy thì chốt chung luôn. Rồi. Chị Thúy Trinh Nguyễn cho em địa chỉ số điện thoại đi. Thúy Trinh Nguyễn nè. 50 cái trắng, mẹ qua đây đi mẹ. Thúy Trinh Nguyễn 50 cái trắng nè. 1 nè, 2, 3, 4 nè. 50 cái trắng nè. Ờ, 50 cái trắng. Thúy Trinh Nguyễn. Rồi, ok chị nè. Chị nào lấy xịt khuẩn thì chốt xịt khuẩn giùm em nha mọi người. Chị nào lấy xịt khuẩn thì chốt xịt khuẩn giùm em nha. Ok chị. Rồi cái set này chị nào lấy thì chốt luôn 100 ngàn. Hàng lụa Quảng Châu đẹp lắm nha mọi người. Chị nào lấy thì chốt set lụa giùm em nha. Set lụa ni 100 ngàn. Set lụa ni 100 ngàn nha. Chị nào lấy chốt. Chị nào lấy set lụa ni chốt set lụa ni luôn nha. Khẩu trang 3D hôm nay em bán cho mấy chị 30 ngàn luôn. Áp dụng chia sẻ livestream giúp em nha mấy chị ơi. Ok chị Thúy Phương nè. Áp dụng chia sẻ like giúp em nha. Hôm nay em sale rất là rẻ luôn rồi đó. Khẩu trang 3D hôm nay em còn tầm mấy thùng ta? 2 thùng là 100 hộp. Em chỉ chốt đúng 100 hộp thôi nha. Không có hơn nữa đâu nha mấy chị ơi. Tại vì bây giờ giá khẩu trang nó lên. Rồi mất công em chốt dư rồi em lấy lỗ nên em không lấy nữa nha mọi người. Đây. Khẩu. Tại vì dịch đi hơi chậm em ơi. Thấy địa chỉ của chị NT Cẩm Tú rồi nè. Rồi chị nào lấy khẩu trang 3D thì chốt giùm em luôn. Một hộp 50 cái 30 ngàn. Bao nhiêu bịch hộp cũng được tính nha. Chỉ áp dụng trên like. Tắt like là em không có áp dụng nha mọi người. Tắt like là em không áp dụng nha. Chị nào lấy thì chốt liền giùm em nha. Chốt trên like giúp em luôn. Comment giùm em hộp. Mấy hộp kèm địa chỉ số điện thoại nha mọi người. Mấy hộp kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Chị nào lấy khẩu trang 3D thì chốt nha. Rồi bây giờ em xả tiếp quần nè mấy má. Quần giống em đang mặc nè mấy chị thấy không? Cái vải cực kỳ đẹp luôn. Em đứng lên cho mấy chị coi. Nè, quần vải cực kỳ đẹp luôn. Nó co giãn theo cái độ bề mặt của mấy chị luôn. Đây chị nào lấy thì hôm nay chốt quần giùm em. Quần 55 ngàn nha. Xịt khuẩn 15 ngàn một chai. Khi mấy chị mua 5-10 chai là còn giá 14 ngàn. Đây nè mọi người. Hàng của công ty y tế đàng hoàng. Chứ em không có bán khùng bán điên đâu nha. Cho em coi cái khẩu trang 3D. Ok em đợi chị xíu nè. Đây nè. Nước rửa tay nè mọi người. Màu nào cũng như nhau hết. Mấy chị khỏi còn chọn màu giùm em ha. Đây nè. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Chai xịt rửa tay nha mọi người. Xịt rửa tay thì là 15 ngàn một chai. Đây 15 ngàn một chai nè. Mấy chị đi ra ngoài đường mấy nè, mấy chị xịt đầy luôn vậy cũng được nữa. Em nói thiệt chứ mấy chị, vi khuẩn nó bám trên quần áo 6 tiếng, bám trên người mình là dễ lắm mấy chị. Nên chị nào cứ mua nước rửa tay liền giùm em đi. Nước rửa tay chị nào cũng phải có. Gia đình chị nào bây giờ cách ly thêm nữa mấy chị. Nên là mấy chị cứ mua 2-3 chai mấy chị để dùng. Em nói mấy chị không tin chứ mấy chị thử mà ra thị trường mua cái chai rửa tay này. Chuẩn y tế nè. Happy nè, Happy gì nè mấy chị, không biết đọc tiếng Anh mấy má ơi. Chị nào ship Sài Gòn, Hóc Môn gì em cũng ship tầm 20-25 ngàn chứ không có mắc nha.
20-25 ngàn. Nên chị nào lấy thì chốt. Quần là mấy chị đủ màu hết. Để em lấy quần cho mấy chị coi luôn. Quần em có đủ màu hết luôn nè. Set đồ này kia hôm nay em xả hết. Của mấy má không chuyển khoản là em xả hết. Quần nè rất là đẹp. Quần này có 55 ngàn. Mấy chị bắt em chốt đã luôn. Khẩu trang 3D cho Hồng Đào 3 hộp ở Đông Thạnh ok nè. Nè mẹ mày ghi vô đây đi. Hồng Đào 3 hộp khẩu trang 3D. Quần có nhiều màu lắm chị, để em lên từ từ cho chị xem ha. Mấy chị yên tâm đi. Còn quần còn hồng sen đậm không? Còn một cái đúng duy nhất luôn. Còn một cái nè, khẩu trang nè, khách em chốt đơn nè. Đây để em lên từng cái nha, lụng đi đóng tiêu rồi. Lụng ơi. Lụng. Qua đây. Nè rồi chị nào lấy cái nào chốt liền giùm em nha. Tại vì có mình mẹ em làm mà mấy chị. Khẩu trang 4D một set 100 cái là 100 ngàn nha. Rồi biết cái sao kêu mày nghe mày. Nguyễn Dung chị ở đâu vậy chị ơi? Lê Yến cho 5 chai xịt khuẩn nè mẹ. Lê Yến 5 chai xịt khuẩn. Lê Yến hồi nãy có đơn rồi đó. 5 chai. NT Cẩm Tú có đơn rồi đúng không? Chưa. Có đơn rồi. Cẩm Tú nè. Nè một cái quần nữa. Rồi chị nào lấy quần thì chốt quần giùm em ha mấy chị ha. Từ từ để em lên từng cái cho mấy chị. Khẩu trang 3D thì em ghi nó đi chút. Nguyễn Dung chị đặt 2 ngày vậy hả? 5 chai 10 chai là giá 14 ngàn. Em mua 50 chai chị để cho em giá 13 ngàn. Cái chai này em nói thiệt với mấy chị, em bán em lời tầm 2-3 ngàn một chai thôi à. Chai này mà em bán cho mấy chị lẻ có 15 ngàn à mấy chị. 15 ngàn à. Chị nào mua thì chốt liền giùm em nha. Cái này xịt rất là an toàn. Hồi sáng này em đi chích em vẫn xịt. Nói chung là mình ngồi trên cái ghế xong mình cũng xịt nữa mấy chị. Xịt cái đít, xịt cái ghế, xịt đi vô, xịt liền. Em nói thiệt với mấy chị bây giờ vi khuẩn nó nằm ở đâu mình không biết. Nó bám trên sắt đồ này kia là tới 2 ngày mà nó bám trên mấy cái thanh nhựa đồ nữa mấy chị ơi. Nhiều lắm. Nhiều khi mình phòng ngừa không hết đâu mấy chị ơi. Đây nè. Bình Dương chuyển khoản cho em gửi bằng đồ bằng GNT nha. Rồi đây là hộp Yumi nha. Hộp khẩu trang 3D này hôm nay em sale bao nhiêu hộp cũng 30 ngàn. Chị nào lấy thì chốt. Bằng giá sỉ em bỏ thùng luôn á mấy chị. Chị nào lấy cái này chốt liền giùm em nha. Khẩu trang 3D là em có màu trắng, màu xanh. 4D màu trắng, màu xanh và màu đen. Em đeo là không bị bay son mà môi em từ đó giờ em live stream em không có son môi, không có làm gì hết nha mọi người. Em không có làm cái gì hết đó. Chị ơi mùi nào cũng vậy à mấy chị ơi. Cái nào mùi nào cũng vậy hết đó. Chủ yếu nó sạch khuẩn là được rồi mấy chị. Mùi nào nó cũng có bạc hà hết. Bây giờ em đem màu xanh vô cho nó ok nha mọi người. Màu xanh, màu trắng và màu đen nha. Màu đen là màu mới, em mới về. Rồi bây giờ em quần nè mấy chị. Để em coi quần bên còn màu gì. Trời ơi cái màu hồng này em nói thiệt với mấy chị. Đây quên play set nữa chứ. Nhiều thứ quá. Xả nè. Khẩu trang 3D cái kiểu nó sao hả? Này có bịch không? Còn hai hộp này chút xả cho ai mua 30 ngàn luôn đi. Hai hộp Yumi LV. Khẩu trang 3D để em khui ra cho mấy chị coi. Chị ơi, em ba chai xịt khuẩn nãy giờ chưa chốt. Chị Hồng Đào cho em địa chỉ số điện thoại nha. Khẩu trang 3D là một bịch 10 cái như thế này. Và một hộp là 50 cái nha mọi người. Đây nè. Khẩu trang 3D là loại như thế này nha. Đây khẩu trang 3D bên em là bự nhất trong tất cả các loại 3D luôn. Chị nào lấy thì chốt liền giùm em nha. Hôm nay em về được có mấy thùng 4D thôi. Chị nào lấy 4D nữa thì chốt 4D giùm em. Đây là 3D nè. Đây là 4D. Hồng Đào em mới đặt khẩu trang 3D. Hồng Đào có đơn rồi đúng không? Hồng Đào nè. Lấy thêm mấy chai xịt khuẩn. 3 chai xịt khuẩn luôn nè. Ghi cái bịch Hồng Đào đi. Ghi bịch Hồng Đào đi. Rồi khẩu trang 4D 100 cái 50 cái 100 ngàn. 100 cái là 200 ngàn. Được tặng thêm một bịch nha. Khẩu trang đang mang là một set. Một set là một hai hộp khẩu trang 3D. Hai hộp khẩu trang
3D LV, cái này LV hay là cái gì đây? 2 LV chốt cho bà 30 ngàn hộp luôn đi. Với lại 10 chai xịt khuẩn cho Thị Thư nè. Cho Hồng Đào. Thị Thư em. Nè em bỏ vô luôn đi, lấy cái bịch bỏ vô luôn. Nè, 6 chai nè. 7, 8, 9 nè. 10 chai nè. Chốt như vậy để chút hết luôn chứ. Rồi, ok Thị Thư nha. Cho chị 5 chai xịt khuẩn nữa. Chị Thùy Trinh Nguyễn. Thùy Trinh Nguyễn có luôn rồi đúng không? Kiếm bịch Thùy Trinh Nguyễn coi bà Loan Mập. Nè chị Thùy Trinh Nguyễn nè. Trời em nói thiệt chứ mấy chị 14 ngàn chai. Khi mấy chị mua 5 chai hàng của công ty y tế. Có sao nói vậy, nói điêu mất lọc. Em không có bán khùng bán riêng đâu. Đâu Thùy Trinh Nguyễn nè. 4D một set 50 cái là 5 bịch. Là 10 bịch. Là 101, mà hôm nay em bán trên like là 100 ngàn. 100 cái là 200 ngàn. Em sẽ tặng cho mấy chị một bịch nữa nha. Rồi, Ngọc Huyền 5 chai xịt khuẩn, 20 cái khẩu trang trắng. Ngọc Huyền ở Tiền Giang chuyển khoản em mới chốt. Phượng Nguyễn không giấu ở Đồng Nai chuyển khoản em mới chốt nha. Chuyển khoản em mới ship, còn không chuyển khoản em không ship nha. Rồi, nên chị nào ở tỉnh thì chịu khó giúp em nha. Nói chung em giao khẩu trang không có lời, mà nhiều khi ship tới mấy chị mà không nhận hàng của em á, là ấy gửi hàng về mà người ta không có nhận tỉnh thu cót, mấy chị chỉ có không thu thôi. Nên chị nào chịu khó mua thì là chốt như vậy giúp em nè. Hộp khẩu trang Yumi nè, đây nè mấy chị. Củ Chi chuyển khoản em mới ship nha chị Thanh Thảo ơi. Đây em vui ra cho mấy chị coi một hộp nè, hôm nay em bán có 30 ngàn nè mấy chị. Chỉ có hôm nay thôi, bây giờ dịch không có ai bán cái giá này như em, mấy chị được mua sỉ đâu. Nên mấy chị đừng có suy nghĩ lăng tăng. Và hàng 4D này em bán á, là từ đó tới giờ rất là nhiều rồi mấy chị. Đây nè, một bịch, một hộp 50 cái như vậy 30 ngàn. Mấy chị mua bao nhiêu cũng được. Kim Chi Thảo cho em địa chỉ, số điện thoại. Kim Chi Thảo chưa có đơn mà đúng không? Kim Chi Thảo cho em địa. Trần Nhi lấy em set 50 cái khẩu trang 4D màu xanh. Trần Nhi cho chị địa chỉ số điện thoại. Trần Nhi, ghi Trần Nhi đi em. Trần Nhi, mẹ lấy xanh mẹ. Trần Nhi cho chị địa chỉ số điện thoại nha. Trần Nhi cho địa chỉ số điện thoại. Chị Royce, chị Royce ở Vũng Tàu. Đơn hôm qua chưa đi em ơi, ngày mai là đi liền á. Chị Royce Nguyễn ở Vũng Tàu ơi, là chuyển khoản cho em mới chốt nha. 3D nhà chị là to nhất trong cái tất cả các hãng 3D. Đây nè, còn 4D nè. Nè mấy chị nó ôm nè. Mấy chị thấy không? Nó ôm sát như vậy luôn. Chị Kim Chi Thảo ở Hóc Môn á. 5 chai xịt khuẩn nè. Ghi trên góc cũng được. Nè 5 chai xịt khuẩn nè. Xịt khuẩn hồi nãy giờ em like vậy mà em bán cũng được nhiều rồi mấy chị. Còn được một ít thôi đây nè. Chị nào lấy thì chốt luôn giúp em nha. Nè còn đùng ít nè mấy chị thấy không? Em xài thẻ thôi à mọi người. Chị Bông Thị ơi, khẩu trang lấy em 4D Nhi Bon nè, 25 trắng 25 đen. Đen bên kia mẹ. Nhi Bon 25 trắng. Mẹ màu đen nè, mẹ bên đây nè. 25 đen Nhi Bon ok nè. Chị Sa Nguyễn, chị ở đâu vậy chị ơi? Rồi, chị Trần Nhi ở Bình Dương em không chốt được nha. Hữu Tường Vi ở đâu đây ta? Mấy chị ơi, ở tỉnh mấy chị phải ghi là chuyển khoản đi. Là em tắt like là mấy chị chuyển khoản liền cho em nha. Nè, HB Nguyễn nè, lấy em 2 hộp 3D, 5 chai xịt khuẩn, ok em. Hữu Tường Vi chuyển khoản em mới chốt nha. HB Nguyễn. Khẩu trang 3D có nha, hôm nay chị sale một hộp 50 cái là có 30 ngàn thôi. 50 cái 30 ngàn. HB Nguyễn nè. Bỏ vô bịch luôn đi. 2 hộp 3D 5 chai xịt khuẩn. Em ghi 2 hộp 3D ở ngoài nữa. Chị bỏ 5 chai xịt khuẩn vô trước nè. Đây. Đó, đó. Rồi Nhi Bon thêm 5 chai xịt khuẩn nữa nè. Xịt khuẩn em bán quá rẻ luôn á.
mấy chị ra tiệm thuốc tây mua 5 chai này phải 150, em không có nói xạo mấy chị đâu, em nói thiệt, không em không có nói xạo mấy chị chi đâu. Rồi một set khẩu trang 4D á là một set 150 cái 100 ngàn, 100 cái là 200 ngàn. Đây em có màu xanh, màu xanh, màu trắng và màu đen. Đây bây giờ em đeo màu trắng cho mấy chị coi nha. Màu trắng nè. Em hết kem phay rồi đó chị Bông ơi. Thấy lấy chị thêm 5 chai nữa nè, kim chi thảo thêm 5 chai nữa nè. Nè. Tổng bill của em nè, ok nè, ok Nhi Bon nè. Đè khẩu trang này là màu trắng nè mấy chị. Màu trắng nha. Mấy chị thấy em đeo không? Ôm sát cái vành mặt em luôn. Đây. Ôm xuống tới cái cổ họng luôn nè mấy chị. Là khẩu trang 4D nha. Một set như vậy mấy chị đeo rất là lâu luôn, em nói thiệt luôn. 14k một chai chị, mấy chị mua từ 5-10 chai là còn có 14.000 một chai thôi à chị. Em nói thiệt chứ mấy chị đi đâu cũng nên có chai xịt khuẩn, em nói thiệt. Em nói thiệt luôn á, đi đâu cũng nên có chai xịt khuẩn. Còn ở nhà thì nên mặc quần này, em nói thiệt nó ôm sát đã lắm mấy chị ơi. Nhiều màu lắm đây nè mấy chị ơi. Mấy chị đi đâu em nói thiệt chứ mấy chị có cái chai này là an toàn được hết mấy 10% rồi đó. Đi đâu cũng xịt cho em, xịt đầy người luôn. Nó có cái tia xịt ra không có tốn bao nhiêu đâu mọi người. Nên chị nào cứ xịt cho em, nó có nồng độ cồn, diệt vi khuẩn đồ hết luôn mấy chị. Của hàng, của y tế chứ em không có bán hàng tào lao đâu nè. Nè mấy chị coi nè. Em không có bán hàng tào lao đâu nên mấy chị yên tâm đi. Chai này hôm bữa em chưa bán, em mua ngoài tiệm thuốc tây một chai nhỏ hơn như đây à. Mà là đã 35.000. Cái này là nè, hương bạc hà mấy chị. Của bạc hà nhiều nha. Bạc hà nè mấy chị ơi. Bạc hà nha mọi người. Bạc hà mùi dễ chịu nha, không gắt nha, mùi dễ chịu không gắt nên mấy chị yên tâm giùm em. Cái này em về được 2 đợt rồi đó, lâu lâu nó mới có một đợt. Nhi bé ok em nè. Rồi bây giờ 5 chai xịt khuẩn cho Hữu Tường Vi, chút chuyển khoản cho chị ở Bình Dương nè. Đây. Anh Huỳnh lấy 6 hộp 3D em. Chị cái nào bao nhiêu em? Nguyễn Dung hình như chị gửi rồi em ơi. Chị không không, chị An Huỳnh, chị Anh Huỳnh phải chuyển khoản cho em mới gửi tỉnh được nha. Chị Anh Huỳnh chuyển khoản cho em mới gửi tỉnh được nha. Cái gì bao nhiêu chị, mấy chị hỏi cái gì? Ở Long An Nguyễn Dung hình như gửi rồi á. Đơn không có ở nhà là gửi rồi á. Gửi rồi mà nhiều khi nó đi hơi chậm á mọi người ơi. Rồi bây giờ em xả xếp đồ ra luôn nha mọi người. Quần đồ nào, quần em mặc nè mấy chị. Quần em mặc có đủ màu nha, quần ngố nha mọi người. Quần ngố nha. Còn khẩu trang nha Quỳnh Như ơi. Còn khẩu trang 3D hôm nay sale luôn 30.000 một hộp 50 cái. Khẩu trang 4D hôm nay á là khẩu trang xịt khuẩn đồ cũng có luôn. Ok nè. Nè mấy chị, quần màu nu cũng đẹp nè mọi người. Đây nè, màu nu đậm nè. Quần có 55.000 một cái thôi. Chị nào mua quần thì cũng chốt quần giùm em nha. Để em xả mấy cái set của mấy má này ra nữa nè. Mấy cái set đồ này em nói thiệt chứ mấy chị rẻ rề luôn á. Like thì chốt cho cố vô, đã giờ xả coi tức không. Tức muốn chết luôn á. Chị nào mua khẩu trang thì cứ chốt liền giùm em bỏ ra liền nha. Em có màu trắng, màu xanh, màu đen nha mọi người. Gì mẹ? Đâu? Rồi cái set. Rồi cái set này nè mấy chị 100.000 nè. Chị nào lấy chốt liền giùm em đi. Comment giùm em set vàng 100.000. Set vàng 100.000, set lụa vàng 100.000 nè. Chị nào lấy chốt. Đơn quận 12 ngày mai đi mấy chị nhận được luôn á chị ơi. Đây nè. Xếp vàng giùm em, chị nào lấy chốt liền. Tại hôm nay chủ nhật có mấy chị nên là shipper không có qua, sáng mai người ta qua sớm người ta lấy đi luôn. Rồi chị nào lấy xếp lụa vàng chốt nha. Em có một xếp duy nhất thôi á. Còn đúng một xếp duy nhất. Mấy chị không lấy thì em để mặc cái xếp này đẹp nè. Xếp vàng cho Ngân Kim ở Tân Xuân. Ok nè. Ngân Kim em ghi bịch đi. Ngân Kim có đơn rồi thì báo dồn nha.
Gân kim chưa có đơn á em. Khẩu trang Unicharm nhục còn không? Còn nha, khẩu trang Yumi nha, Yumi hàng cũng nhục luôn nha. Đeo xuống y chang cái kia vậy đó. Ship tỉnh chuyển khoản cho em 100% đơn em mới đi nha. 30.000 một hộp nè, Quỳnh Như lấy chị để cho 3 hộp nha. Rồi cái này em có một set màu xanh nè mọi người, chị nào lấy màu xanh chốt màu xanh. Set lụa xanh 100.000 luôn. Nội cái quần này không, người ta đã bán 60 rồi đó mấy chị. Chị nào lấy chốt liền giùm em set xanh này cũng 100 luôn nha. Set xanh này cũng 100 luôn. Cái quần này mấy chị tách ra mặc với áo thun cũng được nữa, 100.000. Thanh Hà 3 hộp khẩu trang 3D. Cho địa chỉ số điện thoại. Thanh Hà cho địa chỉ số điện thoại mới chốt nha mấy chị ơi. Mua hàng cho em địa chỉ số điện thoại nha. Quần ngố này mặc đã lắm mấy chị ơi. Mặc với mấy cái áo phơm rộng đẹp lắm. Chị nào lấy chốt liền giùm em set xanh nha mọi người. Set xanh nha, set ni nè, set ni nè, chị nào lấy set ni thì chốt set ni 100.000. Set lộ ni 100.000, chị nào lấy chốt. Mấy người này đặt nè, kêu chuyển khoản ok ok, đã xong giờ ra không chuyển khoản cho người ta phải xả nữa. Má cực khổ thiệt chứ. Mình biết mình không chuyển khoản được, mình đừng đặt, người ta đâu có ép mình đặt đâu trời. Rồi set cam LV này 135.000. 135.000 bao đẹp nha mọi người, xấu trả lại cho em. Đây. Set dài nha, 135. Set dài 135, chị nào lấy chốt. Set dài này 135, chị nào lấy chốt liền giùm em set dài kèm địa chỉ số điện thoại. Set dài heo vì nha, co giãn thoải mái nha mọi người. Thanh Hà ở Củ Chi chuyển khoản cho em liền, trong tối nay em mới đi đơn được nha chị ơi. Em không có dép nha chị ơi, em hết dép rồi á. Rồi chị nào lấy set này chốt liền giùm em set dài LV cam cho bé Nhi nè. Bé Nhi hôm qua có đơn á em. Bé Nhi em đi, bé Nhi đi. Rồi chị nào lấy thì chốt liền giùm em nha. Qua mã nè. Chuông Phương Chi nữa nè. Em xả hết, ai mà không chuyển khoản là em xả hết ra. Để mấy chị không có mua. Nè set LV này cũng đẹp nè. Set lụa 100.000 nè, dành nè. Đây LV lụa cam nè mọi người. LV lụa cam nè, chị nào lấy chốt set này đẹp nha. LV lụa cam nè. Lai Thanh Thúy lấy em một hộp 3D ok nè. Ok em, Lai Thanh Thúy một hộp 3D em. Rồi, chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Set lụa LV nè mấy chị nào lấy chốt liền giùm em 100.000. Set lụa cam LV hàng Quảng Châu, dải lụa rất là đẹp. Mấy chị nhận về mà xấu trả cho em luôn. Rồi, set lụa này 100.000, chị nào lấy chốt nha. Lụa cam 100.000. Lụa cam 100.000. Chốt cho đã xong rồi, cái giờ không chuyển khoản làm phải sale nữa. Chị nào lấy khẩu trang 4D, 3D gì cũng chốt em nha. Em có 3 màu, màu trắng, màu xanh và màu đen nha mọi người. Rồi quần lụa, quần nè mấy chị. Quần này 50, chị nào lấy chốt. Quần màu xanh 50.000, màu xanh min, màu xanh bơ nè mấy chị. Comment giùm em quần bơ nha. Mặc với lại mấy cái quần, mấy cái áo này cũng dễ thương lắm luôn á. Rồi, không có em ơi. Rồi chị nào lấy cái quần này chốt liền giùm em nha. Quần xanh bơ nha, 50. Hôm nay em xả cho mấy chị 50 luôn, hàng Quảng Châu nha mọi người. Không có hàng thường mà giá này đâu, chị nào lấy chốt 50. Chị nào lấy chốt 50 giùm em. Quần này đủ màu nè, chị nào coi quần thì báo em cho coi quần nha. Chị nào coi quần thì báo em cho coi quần. Đây một set khẩu trang nè, một bịch khẩu trang 5 cái như vậy nè mấy chị. Đây nè. Màu đen nha, màu đen là màu mới về luôn nha. Chị nào muốn mua đen, trắng, xanh gì dồn chung lại một set đó thì em cũng bán cho mấy chị nha. Lên quần màu đúng không? Ok nào, quần mấy cái quần này mặc đã lắm mấy chị ơi. Chị nào không mua là tiếc đó. Quần có màu nu nè mọi người. Màu nu đậm nè. Chị nào coi khẩu trang hay cái gì thì báo em nha mọi người. Màu xanh đậm nè. Mấy cái này mặc ở nhà đã lắm. Thêm một hộp khẩu trang 3D cho chị Phương Trần dồn đơn Sài Gòn hôm qua. Phương Trần gửi đi em. Em nhận tiền được rồi chị ơi.
LVK 100 cho hũ tường vi nè. LVK 100 cho hũ tường vi nè. Nè em. Ừ. Có, để chị kiếm nè, bây giờ nhiều set lắm, chị đâu có biết set gì đâu. Thiệt chứ, like xong hôm qua bây giờ xả. Chị dồn là chị phải chuyển sạch khoảng trong tối nay cho em nha. Đây nè, quần Dior đen nè mấy má, dành cho cố vô. Quần Dior đen 55.000. Quần Dior đen 55.000. Còn bộ để chị xả nè. Quần Dior đen 55.000, chị nào lấy chốt. Quần Dior đen 55.000, trời quần nè, hàng Quảng Châu 140.000 nè mấy má. Số tài khoản chị có đăng bên fanpage chị em. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha, quần Dior đen nha. Quần Dior đen này là 155.000, chị nào lấy chốt. Quần Dior đen 55, xả đơn con này luôn đi. Xả được, xả được. Ừ, đặt xong rồi cái tới chuyển khoản con này nó hẹn thứ ba chuyển. Tại vì không thích bán. Xả cho ai mua mua. Còn bộ nào xả luôn. Để mắc công biết sao mấy chị. Em lấy quần nè, Lai Thanh Thủy lấy quần nè. Nè Lai Thanh Thủy lấy quần nè em. Chị nào ở Sài Gòn hay ở Hóc Môn thì nhận tiền, nhận hàng xong trả tiền được bình thường. Còn mấy cái này ở tỉnh mấy chị ơi, em đã nói từ hôm qua ở tỉnh chuyển khoản cho em. Mà nhiều người đòi chuyển khoản đó, sao cái không chuyển khoản cho em bực mình có gì em xả. Toàn là đồ đẹp không á mấy chị ơi, nó lựa đồ đẹp không à. Rồi set này 130 nè, chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Comment liền giùm em set ngố châu 130. Set ngố châu 130 giùm em, có một set. Set ngố châu 130.000 nè, có một set nè. Chị nào lấy chốt set ngố châu giùm em nha. Set ngố châu phi size 70kg đổ xuống mặt dừa. Set ngố châu giùm em nha. An Giang có chuyển khoản chị ơi. Tại em ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh là chuyển khoản cho em hết. Quỳnh Như ngố châu nè em. Quỳnh Như có cái đơn xịt quẩn á. Quỳnh Như. Trời em nói thiệt chứ mấy chị xả mấy cái set này ra là nhiều người hôm qua giờ người ta năn nỉ em mấy má, em chốt cho tụi nó. Bây giờ đổi màu, đeo màu đen. Em chốt cho mấy má đó, đã xong giờ mấy má đó xả ra mấy chị coi. Giờ bây giờ em phải ngồi em like lại. Hôm qua bỏ ra cả tối, nguyên buổi tối tới khuya làm đơn. Bây giờ phải chốt lại. Rồi set gu xì này 125 giùm em. Set gu xì này. Chị Bắp Hằng ơi, chị đặt bao nhiêu chai xịt khuẩn giờ để em giao cho. Quỳnh Như. Rồi chị nào lấy set này chốt set gu xì giùm em. Set gu xì giùm em 125.000. Đây em cho mấy chị coi gần nè. Vải rất là đẹp, vải xấu mấy chị trả lại cho em 125. Chị Rosy Nguyễn có chịu chuyển khoản cho em không chị ơi? Đây, chị nào lấy cái này chốt liền giùm em nha. Set gu xì này 125.000. 125.000, vải rất là đẹp. Quần bao co giãn luôn nè mấy chị. Áo cũng như vậy luôn. Áo rất là rộng nha. Mặt form rộng mấy chị giống vậy nè. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em gu xì xanh 125.000. 125.000 set này bình thường phải bán 150 á. Chuyển khoản qua số tài khoản Vietcombank Nguyễn Thị Mộng Trúc á mấy chị. Mấy chị mua xong mấy chị chuyển khoản qua đó giùm em trong tối nay là em đi hàng cho mọi người nha. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em set gu xì. Chị nào lấy chốt set gu xì giùm em. Ok nè, Rosy Nguyễn một set nè. Hôm nay còn không? Rosy Nguyễn một set nè. Đây nè em. Em mới chuyển khoản cho chị 3 hộp khẩu trang. Thanh Hà lấy 3 hộp khẩu trang em ơi, chuyển khoản rồi á. Kìa, em ghi vô tờ giấy đó. Rồi tiếp giùm em nha. Ê, set ni này để cho con bé này nè. Bé Chinh Chinh đó. Thanh Hà đó. Có mà. Mẹ bỏ vô cho con Chinh Chinh đi mà. Rồi set ni nè mọi người. Em nói thiệt luôn mấy cái set này không, người ta dành không có. Nó dành có bây giờ, cái bây giờ không chuyển khoản cho em.
lên quần tiếp. À, ok, để em xíu đây. Set ni này 125, chị nào lấy chốt. Set ni trắng 125, chị nào lấy chốt. Set ni trắng 125, chị nào lấy chốt liền giùm em nha, 125.000. Set khẩu trang 3D, 4D, chị nào lấy chốt set khẩu trang giùm em nha mọi người. Đây, khẩu trang giùm em nha. Rồi, chị nào lấy cái set ni, chốt set ni giùm em. Set ni cho chị NT Cẩm Tú nè. Quần này là quần đùi nè em, quần ngố lên tới đây nè. NT Cẩm Tú hay là chị Rosie Nguyễn vậy? NT Cẩm Tú có lấy không? À, Rosie Nguyễn set ni nè. Nó mua nhiều nhiều cái set đẹp lắm mấy má ơi. Ừ. Rồi cái eo vì dài này em còn một set cam, một set xanh, chị nào lấy 135. Đây nè, một dài nè ha, một dài xanh với lại một dài cam nha. Một dài xanh với một dài cam giùm em 135.000. Hôm bữa em mua một set này màu xanh này luôn 170.000 đây nè. Cái dải nè mọi người rất là đẹp nha, chị nào lấy chốt liền giùm em. Set eo vì nha. Set eo vì nha mọi người. Eo vì em còn một cam với lại một xanh, mấy chị coi nó chốt chị á. Cởi xả đây nè. Một cam với một xanh giùm em, chị nào lấy chốt liền giùm em. Một cam một xanh nha, mấy chị lấy chốt liền giùm em nha. Một cam một xanh giùm em, 135.000 là quá rẻ nha. Chị Nguyễn Sammy nè, một xanh nè. Chị Nguyễn Sammy nè, tỉnh nè, chút nữa chuyển khoản thêm mời đi hàng nè. Rồi em còn một cam, chị nào lấy cam chốt cam giùm em nha mọi người. Em còn một cam, chị nào lấy cam chốt cam giùm em. Rồi tiếp, con nhện. Ê con trâu, con trâu vàng, chị nào lấy chốt. Con trâu vàng kèm địa chỉ số điện thoại 130. Con trâu vàng kèm địa chỉ số điện thoại 130. Con này nó mua xét trong ngoài trời. Con trâu vàng 130. Trâu vàng cho chị Huyền luôn nè. Huyền Sammy trâu vàng nè. Trời ơi, toàn xét đẹp không. Em nói với chị không có cái gì mà xấu luôn á. Mà nó bơ, mà nó không chuyển khoản cho em coi tức không. Rồi cái này con trâu hồng giùm em mọi người. Con trâu hồng 130 luôn. Châu hồng 130, chị nào lấy châu hồng chốt châu hồng. Châu hồng chốt châu hồng giùm em còn một bộ nha. Châu hồng còn một bộ. Châu hồng còn một bộ nha mọi người. Chị nào lấy châu hồng nè. Chị Rosie Nguyễn một châu hồng có hàng. Dạ bộ này 130 chị, 130 125 không à. Rồi comment giùm em gu xì đen nè mấy chị ơi, gu xì đen nè, bộ bộ phối gu xì đen 125. Bộ phối gu xì đen 125, chị nào lấy chốt. Bộ phối gu xì đen vải rất là đẹp 125.000, em còn một gu xì đen. Lan Lan ở đâu cho địa chỉ số điện thoại mới chốt nha chị ơi. Phi size dưới 70 kg mặc dù giúp em. Lan Lan cho địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Em còn một gu xì xanh nữa nha, chị nào lấy xanh chốt xanh nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em, mua đẹp không? Không có cái gì mà xấu luôn á. Gu xì đen cho chị Huyền Sammy nè. Rồi em còn một xanh lá với lại một xanh dương. Chị nào lấy xanh nào chốt xanh đó giùm em. Một xanh lá với một xanh dương giùm em nha. Một xanh lá với một xanh dương. Trời ơi nhìn nè. Giải mà không đẹp mấy chị cứ trả hàng về cho em. Đừng bao giờ mua hàng em nữa. Em cam đoan như vậy luôn á. Rồi cái này em còn một xanh dương với lại một xanh lá. Chị nào xanh nước biển với xanh lá. Đẹp lắm mấy chị ơi. Thiệt luôn á. Chị Rosie Nguyễn một xanh dương nè. Xanh dương nè. Rồi còn một cái bộ xanh lá nữa. Chị nào lấy xanh lá thì chốt xanh lá giùm em. Xanh dương em hết rồi chị Linh ơi. Em còn xanh lá một bộ nè chị Linh. Em còn xanh lá một bộ. Chị nào lấy xanh lá chốt xanh lá giùm em. Em còn xanh lá. Giả xét ngố 125.000 nha. Xét ngố 125 nha. Chị nào lấy chốt. Nè, Cẩm Tiên ở Dầu Tiếng không biết có lấy không nữa. Mình thư lý xả luôn. Trời ơi chị ghiền em từ giày dép hả? Em bán hàng gì đẹp em mới bán mấy chị, chứ em không có dám bán hàng tào lao đâu mấy chị ơi.
Em bán hàng tàu lao, nhiều khi mấy má chửi em chết. Gu xì đen nè, một bộ cho Lan Lan nè. Lan Lan nè em. Lan Lan ở Hóc Môn. Biết sao không, em đâu dám bán hàng tàu lao. Bán hàng tàu lao nè, bỏ mấy cái bịch này cũng được nè. Hồng, thủy nữa nè. Mấy chị biết sao không, em không có bán dám bán hàng tàu lao đâu mấy chị. Em còn gu xì xanh lá à. Trời đẹp không mấy má, quần mà cũng không chịu chuyển khoản cho em nữa. Bây giờ em phải xả ra nè. Trời, em nói chị thiệt với mấy chị nha. Nhân viên ngồi chốt, mướn tốn tiền. Rồi bây giờ xả ra tùm lum hết nè. Minh Thư nữa nè. Mấy chị này đã nói ở tỉnh là em nói là chuyển khoản cho em đi rồi em gửi hàng. Mai mốt em về thêm xếp, chắc em không dám bán cho mấy bà này thêm quá. Đây nè, màu vàng, màu xanh chuối nè, coi tức không. Có 55 ngàn một quần, y chang quần em bán luôn. Mà mặc lên tới đây nè nha mọi người, chứ không phải sến đủ mà xuống tới đây đâu. Cũng bơm nữa, đây nè, màu vàng nè. Bây giờ nè, em nói thiệt với mấy chị, em mới chích vaccine thì em phải ngồi đây em xả hàng của tụi nó ra. Mấy chị có tức không? Cái này của My Cherry, ôi chuyển khoản. Rồi, hết con, hết rồi phải không? Nè, Bảo Quyên nữa, trời ơi, cục hàng nhỏ quá. Quần vàng cho NT Cẩm Tú nè em. Nhiều quần, nhiều màu lắm mấy chị, đây nè. Màu cam rồi nè, mấy cái quần vậy nè, em bán có 55 ngàn một quần á. Em không có xạo mọi người chi hết á. Mà nghĩ sao cũng bơm. Rồi, set LV nè mấy chị. Set LV này 100 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Cái quần này không đã 60-70 ngàn rồi đó. Mà áo là áo lụa nha, đây nè. Rồi, chị nào lấy set này chốt liền giùm em nha. Set LV cam nha. LV cam nha. Có còn 70k không? Dạ không chị, em có mấy cái chai xịt khuẩn này 15 ngàn một chai nè chị. Chị mua từ 5-10 chai là còn giá 14 ngàn nè. Hàng của công ty y tế đàng hoàng, em không có bán hàng tàu lao đâu mọi người. Màu quần nè, để chút em like. Rồi, để em lên mấy cái set lụa nữa nè. Hồng Xuyên này chưa chuyển khoản đúng không? Xả luôn. Ai mà không chuyển khoản, em đã dặn từ tối hôm qua tới hôm nay rồi. Không chuyển khoản bây giờ em phải xả ra cho người khác mua. Nè, quần màu ruốc giống em đang mặc nữa nè. Rồi, còn một set con trâu nữa nè mấy chị nào lấy chốt đi. Set con trâu nè, 130 ngàn. Chị Linh mặc set này đẹp lắm nè chị Linh. Thiệt luôn. Cầm một cái set về nặng tay luôn á, bán có 130 ngàn đây nè. Set con trâu 130, chị nào mua chốt đi. 130. Set con trâu 130, trời ơi, không lẽ để mặc luôn chứ mẹ. Đẹp ha, áo đẹp ghê luôn á. 5 chai xịt là giá 14 ngàn. Quần ruốc cho chị Roy Si Nguyễn là trời thương mấy chị ghê, bơm hàng. Tao bơm hàng em, cái mấy chị mua vớt lại cho em. Rồi, ai lấy cái này chốt liền giùm em nha. Comment giùm em nha mấy chị ơi. Cái này là quần cam, quần vàng, quần ruốc. Chị Hiệp phò mã chuyển khoản cho em mới chốt nha. Chị Lung Linh nè. Chị Lung Linh xếp châu 130 nè. Dạ, em lấy cho chị rồi đó. Em chốt cho chị rồi đó. Nè, xếp này đẹp nè mấy má. 100 ngàn. Mấy chị ở tỉnh có chịu chuyển khoản cho em không? Đừng để em xả ra xả vô vậy em buồn lắm mọi người. Đây nè, chị nào lấy set này chốt liền giùm em. Set lụa nè, quần này em bán lẻ là 60 ngàn rồi đó. Đây, set lụa này là 100 ngàn. Nè, nó đi theo cái cổ màu áo nha mấy chị, chứ không phải là bán tàu lao đâu. Đây nè, set lụa có túi luôn. Mấy chị tách này ra, mấy chị mặc với áo dây màu đen, màu trắng vẫn được luôn. Rồi, chị nào lấy set này chốt liền giùm em. Set 100 Zara nha. Set Zara 100 ngàn. Set Zara 100 ngàn. Chị nào lấy chốt. Set Zara 100 ngàn. Set lộ cho chị Lung Linh 100 ngàn nè. 5 chai xịt khuẩn dồn đơn cho Ái Hà. Hôm qua có đơn nè em. Ái Hà ở Sài Gòn nè. Ái Hà lấy cái bịch đó bỏ vô đi. Ái Hà 5 chai xịt nè. Đi dồn đơn. Nè mấy chị, mấy cái hàng nè, mấy chị hàng túi lụa rồi không á. Chúc em chuyển, ok chị nè, chúc chị chuyển đúng không? Chị nhắn tin qua fanpage em liền nha. Quần cam, quần vàng, quần ruốc. Quần cam, quần vàng, quần màu ruốc. Ok chị nè, ba quần này cho chị nha. Hiệp phò mã nè. Hiệp phò mã nè em. Đó, thấy không? Rồi, tiếp giùm em, set gấu nè. Set gấu này dễ thương lắm mấy bà. Em nói thiệt chứ mấy chị bao nhiêu ký cũng vừa nè.
em mặc mà nó còn giãn như vậy nữa nè mấy chị. Mấy chị mặc tới đâu nó ôm theo người mấy chị tới đó, chứ nó không có mà rộng đâu mấy chị yên tâm. 55.000 một quần giải mặc rất là sướng. Rồi cái này quần còn nhiều màu lắm, đợi em xíu em lên liền. Rồi set lụa xanh nè, set lụa xanh mặc đi chơi mặc ở nhà đều đồ đều được luôn. Đây chị nào lấy chốt set gấu nè, set gấu xanh dương này 100.000 luôn. Mấy chị mua set đồ bộ ngắn đã 100.000, 120 rồi mấy chị. Còn cái này người ta làm cho mấy chị thành cái áo với chân áo thun mặc đi chơi vậy đó mấy chị. Mà một set gì cũng có 100.000 à chị em sale á. Lụa xanh cho Lan Lan ở Hóc Môn nè, ok nè. Lan Lan lụa xanh ở Hóc Môn nè. Bộ này em có màu cam với lại màu xanh nha. Đơn hôm kia ngày mai sáng sớm là đi liền luôn á. Rồi set ni xanh lá nè mấy chị, set ni nè. Set gấu nào, set gấu hết rồi. Cái này là set ni giúp em, chị nào lấy set ni chốt set ni. Set lụa ni giúp em nha, mấy cái set này là quá rẻ luôn á. Mấy cái này em thấy rẻ mới gom về em bán cho mấy chị á. Khẩu trang 4D em còn 3 màu, màu xanh, màu trắng, màu đen. Một set 50 cái 100.000, 50 cái 100.000, 100 cái 200.000, được tặng thêm một bịch 5 cái. Set ni cho Quỳnh Như ở Bà Điểm nè. Ni em còn màu cam nha. Ni này em còn màu cam nha mọi người. Gì? Quỳnh Như em. Chuyên em ni này chuyển khoản rồi. Rồi bây giờ em lên quần nha mọi người. Em lên quần nha. Còn cái quần này nữa nè, ai mua về mặc áo dây thì mặc. Nè quần này là quần có thun luôn mà là ở nè. Quần này là quần Dior nè mấy chị, Dior màu nu. Chị nào lấy chốt quần ngắn Dior nu nha, 55.000. Quần ngắn Dior nu 55.000, đẹp lắm mấy má ơi. Quần ngắn Dior nu 55.000. 55.000 thôi mà bỏ bịch xịt không, trời đất ơi. Quần ngắn Dior nu nha. Quần ngắn Dior nu 55.000. Rồi set này còn một set nữa nè. Quần Dior nu cho chị Linh nè, 55.000. Rồi chị nào lấy cái set này chốt liền lung linh đó em. Rồi chị nào lấy cái set này chốt liền giùm em set LV cam 135. 135.000 vải rất là đẹp. Vải y chang của chị Khuyên Bòm bán luôn. Em mua của chị đó là một set đó 175.000. Màu xanh xi măng, để mai em chụp hình em mặc cho mấy chị coi. Nè chị nào lấy set này chốt liền giùm em LV cam nha, 135.000. LV cam 135, chị nào lấy chốt. LV cam 135. LV cam 135, còn một set duy nhất á. LV cam 135. LV cam 135 nha mọi người. Rồi set gấu màu hồng, chị nào lấy chốt luôn 100.000. Set gấu lụa hồng, chị nào lấy chốt 100.000. Set gấu hôm qua mặc màu này là đâu có bị nổi quá đâu. Rồi chị nào lấy set này chốt set gấu hồng giùm em. Trời ơi màu hồng nè, đẹp lắm mấy chị ơi, tem mát đầy đủ nha. Rồi comment giùm em set gấu hồng nha, 100.000 luôn. Set gấu hồng 100.000. Rồi chị nào lấy xịt khuẩn thì chốt xịt khuẩn giùm em nha mọi người. Xịt khuẩn này là 15.000 một chai. Mấy chị mua 5 chai là còn giá 14.000 một chai nha. Khẩu trang 4D thì em còn 3 màu, màu xanh, màu trắng. Màu xanh, màu trắng và màu đen. 4D nha mọi người, xanh, trắng, đen nha. Xanh, trắng, đen một set một bịch như vậy là 5 cái nè, một set 50 cái lại bỏ 10 bịch nha. Chị nào lấy khẩu trang 4D thì chốt liền giùm em luôn. Màu đen, màu trắng, màu xanh. Đây màu xanh nè. Màu đen, màu trắng, màu xanh nha mọi người ơi. Rồi bây giờ em lên bảng màu quần nha. Quần em có nè mấy chị ơi, màu nu. Quần này là màu nu nhạt nha, nu nhạt nè. Quần màu nu, quần nu là quần chị Linh lấy quần nu nhạt nè chị Linh. Rồi nu đậm nè. 55.000 một quần nha mấy chị ơi. Hàng là cột lại cục như vậy nè, tại vì cái này là em xả ra cho khách coi với mọi người đây nè. Cục cục như vậy nè, 55.000 một cục. Rồi, màu này là màu nu nha. Màu nu. Vi bé Lương chưa để quần màu xanh dạ quang nè. Để giùm em Vi bé Lương nè. Em để đi. Set gấu hồng cho Ngân Kim. Ngân Kim có đơn rồi đúng không ta?
Ngân kim nè, xét dấu hồng cho ngân kim nè em. Vì bé Lương chưa có đơn, ghi đi chút nữa bổ ha. Ngân kim. Rồi. Gấu hồng em hết rồi. Nè quần em còn màu hồng nhạt nữa nè. Màu hồng nhạt. Màu hồng. Này hôm qua gọi là màu hồng gì quên rồi ta. Màu hồng nu. Màu hồng nhạt, màu hồng nu. Màu xanh dương. Màu xanh dương nè mọi người. Màu xanh dương. Màu xanh xi măng. Màu xanh chuối. Đây màu xanh chuối nè. Màu xanh chuối. Tên gì Kim Ngân có ghi rồi mà. Màu trắng, màu xanh lá. Màu xanh lá với màu trắng nha mọi người. Cái này về mấy chị phối với mấy cái áo thun nhà phơm rộng nhà mấy chị có sẵn, mấy chị mặc cũng được. Rồi cái này là màu xám đi. Màu xám lạ với lại màu vàng. Màu xám lạ, màu vàng. Màu hồng đậm nữa nè. Màu hồng đậm nha. Đây nè là mỗi cục như vậy là mấy chị 55.000 giùm em. Chị nào lấy chốt. Chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Còn quần màu. Nè quần màu xanh rau má nữa nha mọi người. Màu xanh rau má. Màu xanh nước biển. Màu xanh rau má, màu xanh nước biển. Rồi hết màu rồi đó. Còn quần thái bò sữa này hôm nay sale 55 luôn. Quần thái này bình thường bán 75, hôm nay sale 55.000. Cái này là quần thái bò sữa nha. Mấy chị về mặc đã lắm luôn nè. Cái dải thái nè mấy chị. Nu. Nu nhạt, xanh dương. Xanh xi măng, xanh biển. Nu nhạt. Nu nhạt. Từ từ. Nu, xanh xi măng. Xanh xi măng. Xanh biển. Nu nhạt. Với lại màu gì? Xanh dương. Đây. Xanh dương, nu nhạt. Xanh nước biển, xanh xi măng. Rồi đủ nha chị, 4 màu nè. Cho Royce Nguyễn á. Sọc vàng 2 cái cho chị Hiệp Phò Mã nè. Sọc vàng này em còn 2-3 cái nữa là hết nha mọi người. Em hết set rồi, còn set heo vì đồ thôi à. Rồi, khẩu trang 3D nè. 50 cái khẩu trang 4D. Kiên Giang chuyển khoản em mới chốt. Đây, khẩu trang 4D, 3D này là 50 cái giá 30.000 nha. 50 cái giá 30.000. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Chỉ trên live mới có giá này thôi nha. Trên live mới có giá này thôi nha mấy chị ơi. Trên live mới có giá này. Chị nào mua thì chốt. Trời sao chỗ này rối chứ rồi không mua nó cắn con hả em. Rồi, ok chị nè. Chị, em tổng bill xong là mấy chị chuyển khoản liền. Ngày mai đi đơn liền luôn á mọi người. Chị nào lấy khẩu trang nữa thì nhắn tin cho em nha. Nhắn tin cho em luôn. Em chuyển khoản rồi ạ, lấy màu trắng. Em chuyển khoản bao nhiêu vậy em? Lê Mỹ Tiên lấy màu trắng thì em 50 cái khẩu trang màu trắng. Ok Lê Mỹ Tiên nè. Rồi mấy chị cứ nhắn tin qua fanpage là em gửi đơn mấy chị qua nha. Rồi chị nào lấy chai xịt này nữa thì chốt liền giùm em. Xịt rửa tay 15.000 một chai. Mấy chị đi mua hết tất cả các tiệm thuốc tây ở đâu mà bán cho mấy chị chai này 15.000 đi. Quay lại đây em tặng cho mấy chị luôn. Em nói thiệt. Cái này là con gái của tôi đó. Chuẩn bị đi lấy chồng rồi đó. Rồi chị nào lấy khẩu trang nữa thì chốt khẩu trang giùm em nha mọi người. Khẩu trang 4D em về thêm màu đen nữa nha. Còn khẩu trang 3D thì hôm nay sale bao nhiêu hộp cũng 30.000 giá sỉ ít nha mọi người. Nên chị nào lấy chốt liền giùm em. Mấy chị mua 10 hộp vậy mấy chị chia cho mấy hàng sớm. Mấy chị thành 50.000, 45.000 hộp cũng được nữa. Thiệt sự luôn, rất là rẻ nha. Chị nào lấy thì chốt liền giùm em. Quần thì chị nào muốn xem quần nữa thì comment nha em cho xem nha mấy chị ơi. Chị nào muốn xem quần comment quần em cho xem nha. Chị nào. Chị nào xem quần á là chuyển khoản em cho xem. Ra coi, bán rồi. Còn mấy cái tùy ngọc ẩm á ai em. Còn mấy cái set 100.000 á mấy chị mua không? Mấy chị mua không? Còn mấy cái cái này nữa nè, để coi còn gì không.
Nè còn mấy cái quần này nữa nào, mấy chị mua quần không? Mua quần của mọi người, em coi em thay mấy quần cho mọi người coi. Ủa sao đâu văng ra, văng đi hết rồi. Rồi cái này là quần hồng sen nữa nè, còn một cái chị nào lấy chốt liền giùm em quần hồng sen nha. Quần hồng sen, quần hồng đậm là em còn đúng một cái 55.000 một quần nha mọi người. 55.000 một quần nha. Nè cái này nè, quần Dior màu nu, ủa quần nu. Quần nu màu trơn đơn giản 50.000. Quần nu trơn đơn giản 50.000 đó, mặc phối gì nè mấy chị, mặc ở nhà hay mặc đi chơi vẫn được. Đi mua ly trà sữa đồ uống 50. Rồi ai lấy quần thì chốt quần giùm em. Quần nu 50. Quần Dior màu nu cũng 55.000. Quần Dior màu nu 55.000, chị nào lấy chốt nè. Hàng này hàng Quảng Châu á mọi người. Bà bán 140 mà hôm nay em lấy qua đây em chỉ sale cho mấy chị có 55.000 thôi đây nè. Màu nu nè, chị nào lấy chốt nè, quần nu 55.000. Quần 55.000, chị nào lấy chốt liền giùm em nha, comment giùm em Dior nu nha. Dior nu 55.000. Rồi còn mấy cái quần màu nè, màu hồng nè, màu xanh bơ nè, màu xanh rêu, màu xám. Rồi với lại một cái quần này, quần này hồi nãy chị Linh mua một cái á, còn một cái nè chị nào mua không? Quần này 55.000. Không đẹp trả hàng lại cho em. Set còn mấy cái set lụa không à, còn mấy cái set lụa. Set Gucci này đẹp nè, bà không lấy hả? Set Gucci xanh này còn đúng một set nè, chị nào lấy chốt đi. Gucci xanh này còn đúng một set nè, 125.000. 125.000 nè, chị nào lấy chốt liền giùm em set xanh nè. Nè cái quần này là quần quần Dior nè mấy chị, đây nè. Đẹp lắm, quần này có 55.000, mấy chị mua Thạnh Đông Tây cũng có quần đẹp vậy đâu. Bé Nhi 55.000 quần nu nè em. Rồi chị nào lấy quần này chốt quần giùm em. Mấy cái quần này mặc đã lắm mấy bà ơi. Em mà như mấy chị em mua đủ màu về luôn á. Tại vì cái này em nhà em có đủ màu rồi. Đây nè, mặc nó không có cũ đâu mọi người nè. Mấy chị thấy không, vải rất là dày luôn. Mặc nó ôm theo theo đùi, theo bề mặt của mấy chị luôn mấy chị ơi. Chị nào lấy thì chốt. Khẩu trang thì có 3 màu nha. Khẩu trang 3 màu giúp em, màu trắng, màu đen và màu xanh nha. Một set 50 cái là 100.000, 100 cái là 200.000 giùm em. Đây màu đen nè mọi người. Màu đen, màu xanh. Màu đen, màu xanh với màu trắng nha. Chị nào lấy cái nào chốt liền giùm em cũng được luôn. Đây. Xịt khuẩn, chị nào lấy xịt khuẩn chốt xịt khuẩn. Đây. Đi đâu cũng xịt được đây nè. Thấy không? Xịt đầy người cho em. Chị nào lấy thì chốt xịt giùm em nha. Cứ nhắn tin qua fanpage giùm em nha mọi người. Bây giờ em tắt em làm đơn nha. Em tắt em làm đơn nha. Chị nào lấy cái gì nữa chốt. Quần là màu nào cũng đẹp. Chị nào thích quần thì chốt liền quần giùm em. Rồi bye bye mọi người nha.